Trước khi trận đấu với Aston Villa diễn ra, thống kê của Rasmus Højlund khiến không ít cổ động viên bật cười. Tiền đạo trị giá 72 triệu euro này ra sân 950 phút mà không ghi được bàn thắng nào tại Premier League. Nếu so sánh thì Højlund còn tệ hơn cả chân gỗ chơi cho Man United mùa trước là vào Veghout. Tiền đạo Hà Lan cũng không ghi bàn nào ở Premier League, nhưng anh chỉ có 10 trận đá chính ở đấu trường này, cùng 7 lần vào sân thay người từ băng ghế dự bị. Có nghĩa là thời gian Højlund tịt ngòi là nhiều hơn hẳn. Højlund phải chờ đến gần 1 tháng để có trận ra mặt Man United sau khi bị dính chấn thương vào mùa hè. Lần đầu tiên cầu thủ người Đan Mạch vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Arsenal đã giúp cổ động viên Man United lạc quan. Chỉ trong 23 phút có mặt trên sân, Højlund đã khiến cho hàng thủ Arsenal phải chịu áp lực bằng tốc độ nhưng phải chạy chỗ thông minh. Trong lần đầu tiên đá chính cho Man United gặp Brighton, Højlund thậm chí đã ghi bàn nhưng không được công nhận. Man United phải nhận thất bại 1-3, nhưng màn thể hiện của Højlund vẫn tương đối ấn tượng. Tuy nhiên từ đó đến nay, cầu thủ người Đan Mạch vẫn đang chờ ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League. Và sau màn thể hiện nhạt nhòa trước West Ham, thành tích của Højlund còn đang tệ hơn cả Veghout. Tiền đạo người Lan từng là nỗi thất vọng tại Old Trafford mùa trước, dù chỉ là bàn hợp đồng cho mượn. Højlund không nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội, nhưng khả năng dứt điểm tệ của anh rất khó chối cãi. Và một trong những trận đấu tệ nhất của Højlund là trước Liverpool tại Anfield. Man United lên bóng rất ít trong trận hòa không đều với Liverpool, nhưng Højlund vẫn có cơ hội vàng để ghi bàn ở hiệp 2. Cầu thủ người Đan Mạch có cơ hội đối mặt với thủ thành Alisson nhưng lại không tận dụng thành công. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nếu Højlund ghi bàn ở tình huống đó. Nhưng không, rốt cuộc cổ động viên Man United vẫn phải chờ đợi. Điều đáng khích lệ ở Højlund là thái độ thi đấu tích cực, bất chấp hiệu quả không cao. Điều này trái ngược hoàn toàn với Marcus Rashford và Anthony Martial. Højlund cũng mới chỉ 20 tuổi nên việc anh vẫn còn những pha xử lý non nớt là hoàn toàn đáng thông cảm. Nếu là người xem bóng đá hiểu biết, đều rõ rằng Højlund vẫn đang là một cầu thủ trẻ và phải thích nghi với giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Quan trọng hơn, cổ động viên Quỷ Đỏ vẫn ủng hộ Højlund. Nhưng có quá nhiều thứ khiến cho áp lực ngày càng chồng chất lên chàng trai này. Thứ nhất, giá tiền chuyển nhượng của anh quá cao, dù mùa trước chỉ ghi 9 bàn thắng tại Serie A. Thứ hai, anh chơi cho Man United, một câu lạc bộ quá thị phi, nhiều fan nhất Premier League nhưng cũng lắm anti fan nhất. Và thứ ba, anh được đưa về để thay thế cho một tiền đạo vĩ đại như Cristiano Ronaldo. Câu chuyện CR7 buộc phải ra đi vì bị Man United cắt hợp đồng cho tới nay đã diễn ra hơn một năm, nhưng người ta vẫn còn tranh cãi vì đúng sai. Kẻ thì bảo Ten Hag và Quỷ Đỏ đối xử quá tệ với Ronaldo, người thì bảo để giữ đoàn kết cho đội bóng thì chạm huyền thoại người Bồ Đào Nha là hoàn toàn chính xác. Đúng sai ra sao thì chưa rõ, nhưng Højlund đã vô tình hứng chịu sự phán xét của các fan Ronaldo. Điển hình là câu phát biểu của Piers Morgan, tay nhà báo kiêm dẫn chương trình và là bạn thân của Ronaldo. Chúng ta cần nhắc lại việc này, đó là huấn luyện viên Ten Hag hát hụi Ronaldo, tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Thay vào đó, ông ta tin dùng anh chàng không ghi được bàn nào sau 12 trận ở ngoại Anh mùa giải hiện tại. Ai cũng biết Morgan nhắm vào Højlund. Chỉ cần kể sơ sơ ra từng đấy thứ, bạn đã hiểu vì sao khi tiền đạo người Đan Mạch sút tung lưới Aston Villa, anh bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Ngay sau thời điểm bóng đập cột dọc và chui vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Martinez, mang về 3 điểm cho Manchester United, Højlund đã gào thét. Nhưng rồi anh nhanh chóng khóc ngon lành. Đó là biểu hiện của một chiếc lò xo đã kìm nén quá lâu. Và khi cởi được nút thắt, Højlund không kiềm chế được bản thân. Các đồng đội cũng lao đến chia vui với Højlund. Thậm chí, thủ môn Andre Onana còn bỏ cả khung thành để lên động viên tinh thần của cậu em tóc vàng. Trên sóng truyền hình, huyền thoại Postco cho rằng tuy may mắn nhưng Højlund xứng đáng với vận may của mình. Højlund có một chút may mắn ở bàn thắng. Cậu ấy cũng may mắn vì được ở lại trên sân. Ở bàn thắng của mình, Højlund gần như không có thời gian để suy nghĩ. Nó xảy ra chớp nhoáng trong một giây. Điều duy nhất cậu ấy nghĩ là góc xa. Đó là chỗ duy nhất mà cậu ấy có thể ghi bàn. Tôi rất vui mừng cho Højlund. Cậu ấy đã trải qua một khởi đầu khó khăn ở Premier League. Hy vọng cậu ấy có thể đứng dậy, tiếp tục chạy và ghi những bàn thắng xứng đáng với cậu ấy. Trong khi đó, cựu danh thủ Paul Parker thì rất thông cảm với núi áp lực đang đè nặng lên Højlund. Tôi cảm thấy mọi người đều ghét MU và Rasmus Højlund. Các chuyên gia hy vọng rằng cậu ấy thất bại vì cậu ấy chơi cho câu lạc bộ lớn nhất thế giới, điều mà không ai thích. Tuy nhiên, người mộ MU luôn ở bên và động viên cậu ấy, họ tiếp tục làm như vậy. Có thể Højlund không hài lòng khi không nhận được sự giúp đỡ của các đồng đội, nhưng cậu ấy không tỏ thái độ với các đồng đội trên sân. Cậu ấy không bao giờ cư xử như một ngôi sao, điều mà chúng ta thấy, đặc biệt là giống Cristiano Ronaldo làm trong quá khứ. Nhưng khen thế đủ rồi. Chúng ta chưa vui với Højlund, song vẫn phải nhìn nhận một vấn đề rằng một bàn là quá thấp so với kỳ vọng. Việc tiền đạo này đến hết lượt đi mới mở tài khoản có nhiều nguyên nhân, bao gồm cả khách quan và chủ quan. Về chủ quan, như đã nói, Højlund vẫn còn non và xanh. Trong nhiều trận, anh gần như không được chạm bóng. Rõ ràng, đây là nhược điểm của một cầu thủ 20 tuổi và còn thiếu kinh nghiệm thi đấu cấp cao. Trước các trung vệ to khỏe và thông minh, Højlund tỏ ra bất lực. Cách di chuyển của anh vẫn theo kiểu cậy sức, chứ chưa phải là chạy vào điểm mù của đối phương. Bên cạnh đó, khả năng không chiến của Højlund khá tệ, dù cao trên 1m9.
Tuy nhiên, không chỉ Højlund mà cả tập thể Man United cũng thi đấu tệ. Một yếu tố quan trọng khiến cho Højlund chưa thể ghi bàn là sự thiếu kết nối với các đồng đội. Những pha chạy chỗ thành công của tiền đạo này thường không được chú ý hoặc bỏ qua. Højlund từng khiển trách Garnacho vì đã không chuyền bóng và giận dữ với Antony bởi chuyền bóng quá muộn. Tiền đạo duy nhất dường như ở cùng đẳng cấp với Højlund là Marcus Rashford lại đang có mùa giải tệ hại và không đá chính 3 trận gần nhất. Bên cạnh đó, Højlund dường như không còn là tâm điểm trên hàng công của Man United kể từ khi Scott McTominay lập cú đúp trong thời gian bù giờ để ấn định chiến thắng 2-1 trước Brentford. Erik ten Hag đã tin tưởng vào tiền vệ này. Có nhiều thời điểm, McTominay sắm vai tiền đạo trung tâm, trong khi Højlund là số 10 hoặc tiền đạo cánh. Đó là chiến thuật khó giải thích của ten Hag khi Man United chi rất nhiều tiền cho Højlund và từng giao bán McTominay. Đúng là tiền vệ người Scotland đã cứu ông thầy vài trận, nhưng không thể vì thế mà quy hoạch anh là nhân tố đá chính, vì trình độ của McTominay quá kém. Vậy cách khắc phục vấn đề và giúp Højlund ghi được nhiều hơn chỉ là một bàn thắng là gì? Đầu tiên, chắc chắn là phải yêu cầu các tiền đạo cánh của mình cung cấp cho Højlund những đường căng ngang nhiều hơn để anh tận dụng khả năng bằng cắt. Tốc độ của cựu cầu thủ Atalanta rất tốt và anh thích những quả căng ngang. Rashford cần được đả thông tư tưởng rằng mùa này anh sút như hạch vậy, thế nên đừng sút nữa, chuyền đi. Ở trận đấu với Aston Villa, tiền đạo này đưa bóng thoáng cho Garnacho và một phát là ăn bàn luôn. Và Højlund thì cần nhiều hơn từ Rashford. Tương tự như vậy là Garnacho và Antony, hai cầu thủ này chuyền cho Højlund vỏn vẹn 3 lần. Có lẽ họ không đến nỗi là thù ghét hay tẩy chay gì tân binh của Man United. Khổ nỗi, mấy ông tướng này toàn phát triển bản thân theo kiểu tiền đạo cánh, đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn. Nhưng cũng như Rashford, khả năng dứt điểm của hai bố này siêu tệ. Thế nên, nhiệm vụ của Ten Hag là yêu cầu các tiền đạo của mình bớt tham đi, mà chuyền bóng cho thằng cu tóc vàng to như con tịnh, trận nào cũng gào mồm xin bóng mà chẳng ai thèm nghe. Nếu những điều kiện này được đáp ứng mà Højlund còn tiếp tục tậm tịt, thì chia buồn với Man United. Họ đã vứt tiếp 72 triệu euro ra cửa sổ.